Cách đây 3 ngày tôi gặp một cái cô đó, là cổ hôm nay cổ 33 tuổi. Mà cách đây 4 năm á, là cổ đã thực hiện căng da mặt. Mà cái mặt của cổ là bị cái gì? Bị cái má to, cái chùm này. Cái mặt cổ tròn. Và cổ đã thực hiện căng da mặt. Và hiện nay cái sẹo nó giãn khoảng chừng gần 1cm. Và cổ có hỏi tôi là khi nào thì em cắt cái sẹo này được. Tôi nói rằng cái sẹo này em phải đợi rất lâu, khi em già em mới cắt được. Tại vì càng cắt cái sẹo nó càng giãn. Như vậy tại sao những người trẻ bây giờ họ bất chấp mọi thứ để làm căng cái da mặt, mà họ không sợ cái sẹo nữa, họ không sợ sự sưng bầm, sự tổn thương? Hoặc thậm chí các bạn có thể hình dung là tại vì các bạn sợ, thấy những cái video clip mà người ta show trên mạng xã hội cho các bạn thấy đó, thì nó chỉ là cái hệ quá trình người ta cắt chỉ một cái đường rất là mảnh, rồi căng da mặt giấu sẹo, rồi bla 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 đủ thứ. Các bạn thấy quá là đơn giản, nó chỉ là một cái vết rạch rất là mảnh mai, đúng không? Cho nên các bạn chỉ hình dung như vậy, chứ thực ra cái phẫu thuật căng da mặt là một phẫu thuật khá là tổn thương. Thậm chí khi tôi mới bước vào học cái ngành này thì tôi đã được đi học ngay lập tức những cái phương pháp căng da mặt. Tại hồi xưa nó chỉ có căng da mặt thôi, để cho xử lý mọi vấn đề trên khuôn mặt, chỉ có căng da mặt, cắt mắt, sửa mũi hết, không có phương pháp khác luôn á. Thì tôi đã học ngay từ đầu những cái đó, và tôi cũng đã thấy những cái tai biến và biến chứng trong việc tổn thương thần kinh. Và những khi bác sĩ làm cái đó, bác sĩ rất là lo lắng để coi theo dõi ngày mai coi bệnh nhân có bị méo mặt không, bệnh nhân có bị tụ máu không. Tức là nó là những cái rủi ro mà thậm chí cái bác sĩ phẫu thuật trong cái đêm mà sau khi phẫu thuật đó, người ta cũng không có thanh thản để ngủ nữa ha. Thì tôi không hiểu tại sao bây giờ chúng ta lại đơn giản hóa những cái vấn đề nghiêm trọng đó. Vì có thể là các bạn đã không có một cái được biết rằng những cái điều đó, tại người ta giấu mất những điều đó. Hoặc những cái người mà thực hiện họ không phải là bác sĩ chuyên môn. Tôi thấy là rõ ràng là khá là nhiều người không có chuyên môn, phải bác sĩ luôn á. Thì người ta chỉ rạch rạch ra, xong rồi người ta bóc nhẹ nhẹ, người ta kéo một chút xíu khoảng 1cm. Thì cái da mình, thậm chí cái da đầu á, các bạn có những trường hợp, có những bạn á, mình nắm ra được vậy, tức là cái sự nhão quá nhiều nó nắm ra được vậy. Thì các bạn 1cm da các bạn cắt rất là dễ dàng, tại da đầu mình là nó vùng trượt mà. Thì là nó không được tiến hành đúng kỹ thuật là một. Nó chỉ làm sơ sơ, giải quyết tạm thời. Và khi các bạn nhìn vô cái kết quả, các bạn sẽ thấy một cái sự căng lên, phù lên, có vết khâu rất là mảnh mai. Các bạn thấy ồ, đơn giản quá, đẹp quá. Kéo lên cái nó căng, cái nó quá đẹp. Cái sự căng đó chỉ là sự căng tạm thời của quá trình sưng viêm xảy ra thôi ha. Chứ sau khi nó lành vết thương nó xẹp xuống, chúng ta mới đánh giá được những cái điểm nâng đỡ, điểm nhô hợp lý, nó có hay không có và nó như thế nào nó mới là đúng ha. Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng các bạn là những người tiêu dùng mà muốn làm đẹp là phải hình dung ra được. Và trường hợp nào chúng ta sẽ chỉ định cho những cái phẫu thuật căng da mặt kiểu này ha, mình chấp nhận một cái tổn thương như vậy. Đấy, tại vì tôi đang thấy rằng thế hệ trẻ bây giờ quá nhiều người đang bị một cái vết sẹo căng da mặt. Các bạn hãy hình dung là ví dụ như tôi hay con gái hay cột tóc đúng không, rồi nè cái sẹo mà từ đây xuống đây, có trường hợp đó là những người mà phẫu thuật không có đúng cách đó, tự nhiên thẳng đây một cái đường mà nó rộng ra như vậy, rồi quá trời người bị vậy luôn á, không hiểu được luôn á. Mà các bạn bất chấp để chấp nhận một cái sẹo như vậy, cái sẹo đó mãi mãi trong cuộc đời các bạn không bao giờ bỏ đi được. Thậm chí bác sĩ mà có cắt ra cho bạn thì bạn cũng là một vết sẹo thôi, cho dù sau này bạn già đi, bạn giãn da rồi, người ta sửa sẹo lại, và lucky là chúng ta không bị sẹo giãn nữa, thì chúng ta vẫn là một vết sẹo thôi. Sẹo mãi mãi là sẹo chứ không có giấu sẹo được. Còn cái chuyện căng da thái dương á, thì người ta phải cắt ở trong đường tóc này, nó là một cái đường cơ bản, nó không phải một cái đường dấu sẹo. Và trong vùng tóc thì yên tâm rồi ha, không có sao hết ha. Và căng da thái dương các bạn hình dung là để giải quyết cái vấn đề của dư da vùng đuôi mắt này, thực ra nó cũng không giải quyết được nhiều gì cả ha. Đó là những cái mà tôi nghĩ rằng các bạn cần phải có kiến thức về vấn đề này, để hình dung khi mình làm á, mình đừng có mù mờ, mình phải biết cái rủi ro mà mình đón nhận hay mình chấp nhận cái sẹo đó vì một lý do gì đó.